Đây văn phòng mới của chúng tôi và tôi chuẩn bị quay bóc hộp cái hộp này. Đang set up một chút một cái thân lát vào đây. Là ok, Yến trên đường đi xuống. Bye bye. Bye. Hey, giờ bắt tay nào. Oa! Oh! Hello. Còn một cái kẹp điện thoại nữa đâu nhỉ? Để gắn lên chân nhện này. Có một cái này. Có hai, còn một cái giày nữa mà. Đây là cái mỏng. Cái giày thì chắc ở nhà anh. Sao thế? Anh có hai cái giày cơ. 21. Ok, may quá có phụ tá trường sẽ giúp tôi đắp cái ghế này. Nào đặt xuống đây. Yo. Bắt đầu nào. À, chúng tôi đã finish quá trình hoàn thiện một cái ghế, lắp ráp, xếp hình. Ok, đây là ghế của tôi, ở đây sẽ là ghế của Yến. Hy vọng là trường với lại Huy Anh sẽ có thêm nhiều job để sắm thêm ghế mới. Ghế nào? Huy Anh có nhận rồi. Ghế của em đây. Ok.